Chọn bộ PC chiến game 2K max setting đỉnh như này mà giá chỉ có 13 triệu thôi đấy anh em ạ. Hello anh em, quay trở lại với series những bộ PC đón Tết. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với anh em một bộ PC siêu tiết kiệm luôn anh em. Đây là một bộ PC của khách nhà mình với những cái phong cách rất là tối giản nhưng mà cũng cực kỳ là tối ưu và cũng siêu là mạnh luôn. Thì đây, chúng ta sẽ có chọn bộ PC. Thì nhu cầu của khách nhà mình là chơi game những cái tựa game với độ phân giải 2K trở lên và phải max setting. Bên cạnh đó thì bộ PC của chúng ta sẽ có một em màn hình 27 inch với độ phân giải 2K. Anh em đoán bộ PC này có giá bao nhiêu tiền? Chắc là anh em sẽ nghĩ là bộ này chắc phải trên dưới 20 triệu đúng không? Không, đã gọi là siêu tiết kiệm thì bộ của chúng ta chỉ có 13 triệu thôi anh em ạ. 13 triệu và cho. Và 13 triệu và chúng ta có một tấm màn hình 27 inch 2K. Chơi game max setting độ phân giải 2K trở lên. Ui ngon không anh em? Ôi ôi quá là ngon luôn. Lúc đầu khi mà nhận được yêu cầu thì mình cũng nháp qua cấu hình và gửi qua cho khách, thì khách rất là ưng luôn bởi vì cái mức giá nó quá là tốt luôn và chốt ngay trong vòng một đỗ nhạc. Thì hôm nay tranh thủ trong lúc mà chờ xe để đi lên Hải Dương thì mình sẽ review qua cái cấu hình và cũng như là test một chút hiệu năng để anh em cùng nghiệm chứng xem là với cái nhu cầu chơi game 2K max setting thì chúng ta sẽ build một bộ PC tối ưu nhất và mạnh nhất như thế nào trong khoảng phân khúc 13 triệu nha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu để với anh em cấu hình chi tiết nha. Thì ở đây mình có là em chip này, ở đây mình chọn là em 10400F, em i5. Đó, thì nhiều anh em sẽ thắc mắc với mình là tại sao không chọn i3, thì mình lựa chọn i5 ở đây là khách nhà mình thì không chỉ có những cái nhu cầu là chơi game mà còn làm việc nữa. Mà so với i3 thì i5 này nó đa nhiệm tốt hơn hẳn. Nó 6 x 12 luồng giúp cho chúng ta đa nhiệm tốt hơn. Nó thì i3 khi mà các bạn chỉ có nhu cầu gaming thôi ấy, chơi những cái tựa game CSGO, PUBG thì chúng ta chọn i3. Còn bây giờ thì nếu như các bạn làm việc thì mình rất khuyến khích là các bạn chọn i5. Em chip ở đây thì sẽ có giá là 2.390.000 và khi các bạn build cùng cây thì các bạn sẽ được giảm 300.000 là còn 2.090.000 nha. Rồi bây giờ đến lượt main thì mình sẽ lựa chọn ở đây là em main RAM H510MK, vẫn cân tốt được em i5 này. Mà để tối ưu chi phí trong cái mức khoảng 13 triệu ấy, thì em bên này thì sẽ rất là hợp lý. Mình sẽ mở ra cho mọi người cùng xem. Em bên này thì hiện đang được bán với giá là 1.690.000. Đây. Đấy, các bạn xem bên nha. Rồi, đây. Đóng lại bây giờ thì sẽ đến là RAM. RAM mình lựa chọn ở đây thì vẫn là một thẻ RAM rất là quen thuộc luôn. 16GB. DDR4 bớt 3.200. Và sau này các bạn nâng cấp thì cũng dễ nâng cấp hơn. Chỉ cần mua thêm một thanh 16GB nữa thì chúng ta đã có 32GB rồi. Em RAM này thì hiện đang có giá là 1.490.000, một mức giá rất là hợp lý. Rồi đến gì nữa nhỉ? Ổ cứng đi. Ổ cứng ở đây thì mình lựa chọn là ổ Apacer M2 NVMe 256GB. Vì sao mình lại lựa chọn 256GB? Bởi vì khách nhà mình đã có sẵn một ổ SATA 3 1T ở nhà rồi. Thế nên là ổ này chỉ cần để cài Win thôi. Nhưng mà nếu các bạn mà mua mới nhá thì mình vẫn khuyến khích các bạn là 256GB thì nó hơi ít. Các bạn vẫn nên mua thêm một ổ nữa cho nó thoải mái chứa dữ liệu. À, ổ cứng thì hiện bên mình đang bán với giá là 850.000. Bây giờ là đến card đồ họa quan trọng nhất trong bộ PC luôn. Ở đây mình lựa chọn em card đồ họa là RX580. Và các bạn biết VRAM của em ấy là bao nhiêu không? Là 8GB các bạn ạ. Đấy, mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. 8GB. Và trong cái phân khúc khoảng tầm 2.500.000, em này thì hiện đang bên mình đang bán với giá là 2.500.000. Và trong cái mức phân khúc khoảng 2.500.000 thì các bạn không thể chọn được một em card đồ họa nào có VRAM lên tới tận 8GB. Và em này thì bên mình cũng đã làm một video về test sức mạnh rồi. Cực kỳ là mạnh luôn. Và lưu ý với anh em là bên mình card này là card mới nha anh em. 2.500.000 nhưng đây là card mới 100%. Không phải là cạc trâu nha. Em này thì cùng phân khúc với 1050Ti, nhưng 1050Ti chỉ có 4GB thôi. Còn em này có tới tận 8GB. Và cái giá của em này khi mà cách đây 1 năm trước là giờ khoảng tầm 10 triệu mà còn không có hàng mà mua. Nhưng bây giờ chỉ còn 2.500.000 thôi. Em này thì với 8GB VRAM, một con số rất là lớn, thì em có thể thoải mái chơi những cái tựa game mà ở mức thiết lập rất là cao lên đến 2K. Và bật các cái hiệu ứng như là làm mờ này, cửa răng cưa, các thứ vẫn rất là thoải mái. Chúng ta đến với tản đi là em CR1200. Em tản này cũng đã xuất hiện ở nhiều video rồi. Một em tản giá rẻ nhưng mà vẫn có led rất là đẹp và hiệu năng tản nhiệt rất tốt. Em này thì có giá là 200.000 thôi. Nguồn chúng ta sử dụng là bộ nguồn IGO VK550. Bộ này thì sẽ là 500W.
một bộ nguồn phổ thông, chất lượng và hiệu suất em này thì đạt trên 85%. Vỏ mà mình sử dụng ở đây, đây anh em thấy một bộ vỏ rất là quen thuộc ở video lần trước đúng không? Tự nhiên video lần trước xong thì có nhiều anh em hỏi đến vỏ này cũng rất là hot nữa. Giá rẻ, lại rất là đẹp. Giá chỉ 750.000 thôi anh em ạ. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái linh kiện hay là thành phần cũng gần quan trọng nhất trong bộ PC này. Đó là chiếc màn hình. Thì chúng ta đã nhu cầu chơi game là 2K thì chúng ta phải có một con màn có độ phân giải 2K. Mình có ở đây một cái thành phần gọi là đắt nhất trong bộ PC. Một màn hình 27 inch, độ phân giải 2K. Thường mang thương hiệu Tomco. Đây là một gọi là mã hàng cũng bình dân thôi, giá rẻ. Và có tần số quét là 75Hz. Tấm nền IPS luôn nhá, có hẳn tấm nền IPS luôn. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ lắp ráp hết tất cả các linh kiện ở đây lại để tạo nên một bộ PC hoàn chỉnh để cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Rồi và mình cũng đã lắp xong bộ case rồi đây. Mình cũng đã tháo luôn màn ra đây và lắp cho các bạn cùng xem. Thì chúng ta sẽ có một bộ case nha. Nhìn thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta có 3 pha LED ở mặt trước này và một pha LED của tản thôi. Khách thì cũng không thích LED nhiều nên là mình cũng không lắp ở đây. Và sau nếu như mà khách muốn lắp thêm thì khách có thể nâng cấp về sau. Chúng ta sẽ có một em màn ở đây là tấm màn Tomco 27 inch, độ phân giải là 2K, nên còn nguyên siêu này. Và tại sao mình lại gọi là chọn bộ PC? Bởi vì khi mua bộ PC này thì các bạn sẽ còn được nhận thêm là combo phím chuột và bàn Z-Gaming. Đây không phải là bộ này thì là mình để vào đây, đây là bộ của mình để vào đây để test thôi. Vì là cái ổ của khách thì mới chỉ cài Win thôi, thế nên là mình lắp cái ổ của mình vào để test game cho khách. Đó thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần test luôn cái hiệu năng của bộ PC này, xem là sức mạnh của em ấy đến đâu trên con màn 2K này nha. Test cho anh em một cái tựa game mà dạo này mình rất là thường xuyên chơi, đó là Spider-Man Remastered. Thì cái tựa game này được đánh giá là một trong số những cái tựa game gọi là đỉnh của trên Steam ấy. Đây, ở đây thì mình đang để ở mức độ phân giải là 2K và mức setting là 2. Đó. Ôi giời, bay lượn trên đường phố đẹp thật. Mượt nữa. Ở đây em có thể thấy là chip và card đồ họa thì cũng đang ăn khá là căng nha. Trò này thì cái cảnh đường phố thì rất là nhiều chi tiết. Chính vì thế mà chúng ta có thể test được cả sức mạnh của chip và cả sức mạnh xử lý của card đồ họa nữa. Với một cái mức thiết lập cao như thế này thì anh em có thể để ý thấy này. Mình có thể lượn này. Đó, mình quay chuột ở nhiều cảnh ấy thì mình không có thấy được cái hiện tượng là drop, không có thấy hiện tượng giật lag nữa. Trải nghiệm cũng rất là mượt mà. Thì FPS anh em có thể thấy ở đây thì với một cái mức thiết lập là max setting thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 60 FPS thôi. Điều này thì cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đặc biệt là đối với một em card đồ họa giá rẻ. Nhưng mà điều này có thể cho thấy được là em RX 580 đã làm rất là tốt rồi đúng không? Đây. Em có thể thấy là với 8GB RAM. Với 8GB RAM thì anh em có thể thoải mái bật các cái hiệu ứng làm mờ chuyển động hay là khử răng cưa. Ở đây thì mình đang bật khử răng cưa nha. Chứ nếu mà không bật khử răng cưa lên thì trông hình rất là xấu. Tuy nhiên có cải thiện về FPS thật. Nhưng mà hình vẫn rất là xấu. Wow, rất là mượt đúng không? Đó. Cạc với chip. Hiện tại thì ở đây chip đang ăn khoảng tầm 40W này. Bây giờ mình sẽ thử kiểm tra với một con game nặng như này thì cạc sẽ ăn khoảng tầm bao nhiêu nhá. Mình có thiết lập ở trên MSI rồi ở đây rồi nhưng mà không thấy được thì mình có bật này lên. Thì hiện tại ấy, cạc của chúng ta đang ăn công suất khoảng tầm là đây 52 độ này. À quên, 52W này. 52W thôi. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tựa game tiếp theo đi. Mình game eSports đi, PUBG nhá. Mình sẽ test đến tựa game PUBG. Ok, và mình đã đến với tựa game tiếp theo rồi. Ở đây mình đang chơi PUBG các bạn ạ. Cấu hình ở đây thì mình đang để mức cao rồi chứ chưa phải là siêu cao. Cũng khá là ngon đấy. Từ nãy giờ quen bắn PUBG ở cái màn hình một Full HD rồi, bây giờ sang 2K ấy, kiểu nét quá, cứ bị không quen. Ui, chết rồi. Đấy, ở đây thì đúng thật là card đồ họa nó bào 100% rồi. Và đối với những cái cảnh bắn nhau như này thì cần một cái sức mạnh rất lớn của chip và card đồ họa. Ui, đâu ấy. Ở đây thì như các bạn có thể thấy ở đây thì cái FPS nó đang dao động khoảng tầm từ 80, 70, 70 đến 90 FPS. Đây đang là 87, 89 này. Thì với một cái mức này thì cũng mình thấy nếu như các bạn chơi mà không kiểu tryhard thì vẫn rất là ngon. Chấp nhận được.
Nhưng mà nếu như mà các bạn mà chắc hơn nữa và muốn mức FPS kiểu trên 100, không muốn bỏ lỡ từng khung hình một, thì các bạn có thể hạ cái mức setting xuống, thì như thế nó sẽ được một mức FPS cao hơn. Ở đây thì mình đang để mức 2 thôi. Các bạn có thể hạ xuống mức rất thấp hoặc là hạ xuống mức thiết lập Full HD. Như thế thì sẽ các cái khung hình rồi là chơi nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đây, như các mình đang chơi này, các bạn có thể thấy là không có hiện tượng giật lag gì đâu. Cả đồ họa thì nó đang rơi vào khoảng tầm 67 độ và chip thì đang là 45 độ. Đây, PUBG đây. Chúng ta cùng đến với tựa game tiếp theo, đó là tựa game GTA 5. Sau PUBG rồi chúng ta sẽ test GTA 5. Ở đây thì mình đang để mức thiết lập là Very High hay là siêu cao gì đấy. Very High thì FPS đang hiện đang trả về là khoảng tầm 82 này, lúc nãy là 90. Và ôi, cả đồ họa đang là 99% rồi và nhiệt độ là 59 độ C. Chip thì sẽ là khoảng 34 này 32% và 41 độ C. Công suất ăn khoảng 28W. Rất là mát đúng không? Đối với cái tựa game GTA 5 này thì nếu như Full HD thì rất là thoải mái, nhưng mà khi các bạn nâng lên mức đồ họa 2K, ở đây mình đang để 2K, thì chúng ta sẽ cần một cái lượng VRAM và cần một cái cạc đồ họa đủ khỏe để chúng ta có thể chạy được ở cái mức thiết lập đó. Bởi vì là đồ họa GTA 5 nhìn chung đến thời điểm này thì vẫn đang rất là nặng. Và nếu như xét chỉ số FPS thì chỉ cần là chúng ta có một mức FPS từ khoảng trên 60 như vậy là rất là ngon rồi. Bởi vì đây không phải là những cái tựa game kiểu eSports mà chúng ta cần FPS cao. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây thì từng khung hình nó vẫn rất là mượt và chưa có hiện tượng giật lag gì cả. Rồi, mình sẽ cố đuổi theo ông này xong nha. Rồi, ngon rồi. Đây, thành phố này, trông rất là đẹp đúng không? Ui dồi ôi. Rồi, và chúng ta sẽ cùng đến với tựa game tiếp theo. Không biết là sẽ đến với tựa game gì đây. Tựa game cuối cùng mà mình muốn test cho các bạn, thật ra là mình cũng chưa chơi tựa game này bao giờ, nhưng mà thấy nhiều bạn có nhắn tin cho mình là tựa game Genshin Impact này rất là phổ biến, mà tại sao em không thấy anh test. Thế nên là trong video lần này thì mình cũng sẽ test thử cho các bạn cùng xem. Nhưng mà có một điều mình đã thắc mắc là hình như là tựa game này nó chỉ có mắc là 60 FPS thì phải. Mình chưa chơi tựa game này bao giờ. Thiết lập thì mình đang để ở đây là 2K. Đây 2K đây, full screen 2 hết rồi. Nhưng mà hình như chỉ được 60 à? Không, hình như đúng rồi. Thế thì con game này chỉ được có tối đa 60 FPS thôi. Đây, mình cũng vừa mới lập nick. Và như các bạn có thể thấy là ui, nét dã man, công nhận là đẹp thật. Không biết là ở các cái cảnh sau thì sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là trò này mượt kinh khủng khiếp, đẹp nữa. Đó rồi, hành động mượt mà phết. Wow, nhân vật rất là sắc nét luôn. Đấy, rồi, cánh này. Để mình chơi một thời gian nữa rồi là mình sẽ đến những cái cảnh đẹp hơn và mình sẽ test cho các bạn nha. Được rồi, vậy là chúng ta sẽ cùng nhau dừng phần test game tại đây. Vậy là mình cũng đã giới thiệu đến các bạn một chọn bộ PC chỉ khoảng tầm 13 triệu nhưng mà chiến game rất là đỉnh đúng không? Chơi game 2K cái thứ ngon lành. Đó, video của mình thì xin phép được tạm dừng tại đây. Và nếu như anh em đang có nhu cầu muốn build PC hay là muốn mình tư vấn cấu hình PC nào, nhu cầu cụ thể ra sao thì đừng ngần ngại comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng giải đáp anh em trong thời gian sớm nhất. À, trong thời gian này thì nếu anh em build PC tại Hoàng Long Computer thì anh em sẽ được nhận ngay một mũ bảo hiểm cực cool luôn, mang thương hiệu Hoàng Long Computer, để giúp chúng ta giao thông an toàn hơn vào dịp Tết này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và đừng quên follow, subscribe, bật chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Hoàng Long Computer nha.